lúc 10 giờ 15 phút ngày 27 tháng 10 năm 2019, tại luồng soi hành lý nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Một Bài, tỉnh Tây Ninh, lực lượng hải quan cửa khẩu quốc tế Một Bài kiểm tra hành lý của đối tượng Hai Điếp sinh năm 1993, cư trú tại ấp Con Len Côn, phường Bơn Săn, quận Rét, Bờ Nư, đô thị Nôm Ben, dân quốc Campuchia, phát hiện trong gia ly của đối tượng này có dấu hiệu ngờ dịch nên đã tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng tính năng phát hiện gia ly có ngăn phụ, bên trong có 5 bịch màu trắng được hàng kín bằng nhiều lớp ni lông. Nghi vấn là ma túy nên lực lượng tính năng đưa chó nghiệp vụ đến tác nghiệp, xác định 5 bịch ni lông kể trên là ma túy, khối lượng 5 kg, qua thử nhanh phản ứng dương tính với thuốc thử methamphetamine. Chồng của hai điếc cũng cho cô biết là bên trong gia ly có dấu 5kg ma túi đá, khi đem về thành phố Hồ Chí Minh sẽ có người liên hệ để nhận và được trả tiền công là 150 đô la Mỹ. Đến cửa khẩu quốc tế một bài, đối tượng bị lực lượng tính năng phát hiện, bắt giữ.